ăn đi. Con cảm ơn dì Tám. Tôi còn mì gói nhiều lắm, cô muốn ăn bao nhiêu cũng có hết á. Ừ. Nhà của mình làm gì mà có nhiều mì gói quá vậy dì Tám? Ở đây ông bà chủ đi suốt hà, tôi nấu đồ ăn mà không ai ăn hết trơn á, nên tôi ăn mì gói nhanh gọn tiện lợi. Dì Tám, dì làm ở đây cho chị Diễm lâu chưa vậy dì Tám? Cô hỏi làm chi? Dạ, con hỏi cho biết thôi mà. Tốt hơn hết á, thì đừng có hỏi, rút kinh nghiệm mấy lần trước á, tôi sợ lắm. Ủa, dì Tám nói mấy lần trước lại gì dì Tám? Thôi, không nói gì hết á, ăn đi. Anh khôn hồn á thì đừng có đụng tới con Ngọc nghe chưa. Tôi không phải là thằng ăn tạp. Đúng rồi, không ăn tạp. Nhưng mà những đứa đẹp cỡ nó, ông có từng tha con nào không hả? Tôi là đàn ông mà, thằng nào không vậy? Đó là chuyện thường tình thôi. Còn chuyện con My nữa, tôi không có cấm anh á ăn nằm với nó, nhưng đừng có bày đặt xí vào chuyện quản lý nhà hàng của tôi, anh hiểu chưa? Nhưng mà bà nên nhớ, cái nhà hàng đó là ông lão giao cho tôi làm sếp sòng. Bà đừng có ý là bà có thời rồi bà làm loạn hết lên hả? Còn ông tính cùi, tôi không có ngán ông đâu. Anh cũng thừa biết, nếu không có anh thì cũng có Đạt Hùng, xìu sủi, dũng mụn. Còn nếu bây giờ mà không có tôi thì tổ chức này lập tức đóng băng, hiểu chưa? Vì vậy đừng bao giờ giỡn mặt với tôi một lần nữa. Bà không nhớ ai cất nhắc bà lên vị trí ngày hôm nay sao? Trước đây bà là cái gì? Bà chỉ là một con má mì hàng xoàn thôi. Tôi với anh chẳng ai hơn ai hết á, đừng có bày đặt ở đó mà dè biểu nhau. Mình đều cộng hưởng qua lại hết, nên anh đừng có tấn công ra đây. Tôi đã cảnh cáo với anh rồi đó, anh mà còn thách thức nữa đó thì anh sẽ biết hậu quả, nghe chưa? Mẹ nó, con chó mẹ. Cái gì? Lèm bèm gì đó? Tôi có nói gì đâu.
Một chuyến đi buôn của chị đâu có bao nhiêu tiền đâu. Trong khi chị là trụ cột của gia đình. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Lần này là trách nhiệm của em, nên em có bổn phận phải trả nợ đó. Em ăn tự nhiên nha. Ăn đi con bé này. Dạ. Ủa ảnh không ăn sáng mà đi đâu vậy chị Diễm? Mặc kệ ổng, chị không quan tâm. Em ăn đi. Bộ anh chị vẫn còn giận nhau hả? Em ăn nhanh đi, rồi còn đi mua quần áo với chị nữa hả? Dạ. Trời đất ơi, anh làm cái gì vậy? Ê, cái cô kia, cô có được bình thường không? Tự nhiên người ta đang làm việc cái đứng ra. Giật cái mình. Anh chỉ có học nghề thôi. Anh đụng vô mấy cái máy này, lỡ hư rồi sao? Dạ thưa cô, bình thường nó đã hư rồi. Bây giờ tôi mở ra tôi coi, có chỗ nào hư tôi sửa được tôi sửa. Vậy anh có đủ trình độ mà sửa mấy cái máy này hả? Ê, cái bà kia, lúc nào bà cũng muốn gây sự với tôi hết làng sao? Hả? Anh mới kêu ai bằng bà đó? Thôi tôi mệt quá, tránh ra cho tôi làm việc đi. Cao mới coi chuyện tôi á. Tôi sao? Anh sao? Anh sao? Anh muốn sao? Gì? Tôi chết cái mặt của bây giờ đó. Tôi sợ quá. Mà sao lúc nào tôi cũng gặp cái mặt móc qua hết trơn vậy? Cái mặt móc thì có. Anh, ba tôi đâu rồi? Anh có bị bệnh điếc không? Tôi hỏi ba tôi đâu rồi. Cô hỏi ai vậy? Tôi hỏi anh chứ hỏi ai? Ba cô đi ăn trưa với mọi người rồi. Còn anh sớm đi ăn với mọi người đi. Ở đây giả bộ làm việc chăm chỉ để mọi người nhìn mình là học việc á hả? Tham học việc á hả? Được cái vô duyên. Anh nói ai vô duyên đó? Tôi nói cô vô duyên á. Anh có tin là tôi kêu ba tôi đuổi việc anh không? Tôi tin. Bởi vì tôi biết á, trước đây cô đã từng làm với việc thất đức đó rồi. Cưng nghe nè, Tư Nghĩa không bao giờ sợ cưng. Anh nói thất đức đó. Thôi, cô trai nữa. Cô không những thất đức á, mà cô còn là người con gái nhỏ mọn, keo kiệt, bủn xỉn trước giờ tôi mới được gặp á. Anh sao? Tôi nói thiệt cô nha, từ ngày tôi vô đây làm việc nha là tôi biết hết rồi. Tôi biết tính của cô. Cô mà ghét ai á, là cô làm khó, cô làm áp lực cho ba của cô đuổi việc người ta đúng không? Ừ, tôi vậy đó. Anh sợ chưa? Mắc gì tôi sợ. Cô hay lắm. Cô có biết không, cô lấy sự bất hạnh của người ta ra làm trò đùa. Cô có biết cô làm như vậy á, là người ta thất nghiệp, không có việc làm. Họ không lo cho gia đình họ, họ lấy cái gì mà sống? Kệ họ, tôi không quan tâm. Ai mượn họ chọc giận tôi chi? Con gái gì đâu bệnh hoạn thiệt. Anh nói cái gì? Anh nói tôi bệnh hoạn hả? Anh bệnh hoạn á? Thôi, anh bệnh hoạn. Cái cô này, cô bị điên á. Thôi, anh bệnh hoạn, đừng có anh bệnh hoạn, anh không những tôi định làm cô... cái gì tôi. Thôi, thôi mà. Đi đi. Hả? Tôi. Anh biết chạy tôi, anh chờ đó, anh chết cho tôi. Dạ. Điều là cái chắc. Vô đi em. Đi. Đi vô đây.
em đừng có ngại, coi đi, thích cái nào chị lấy cho nghe. Dạ. Trời ơi, quê thế mồ. Công nhận quê thiệt. Các cô trố mắt nhìn khách vậy đó hả? Dạ, đi làm dạ, việc em đi. Xin lỗi chị, em xin lỗi. Em bất ngờ quá hả? Mấy chị em trong nhà không à? Em coi đi, thích cái nào chị lấy cho ha. Đi. Dạ. Đi. Đi qua đây, bên đây đồ nhiều nè, em chọn đi. Chị. Hả? Cái tiệm quần áo này là của chị á hả? Không phải đâu em. Ủa, sao hồi nãy á, em thấy mấy nhân viên ở đây á, nghe lời chị răm rắp luôn á. Tại chị là khách quen ở đây, tụi nó mà cãi lời chị á hả, hay lạng quạng á, chị nói với bà chủ, đuổi cổ tụi nó liền đó. Ủa chị, sao mình không qua cái tiệm của chị á, lấy đồ cho em mặc luôn, mua ở đây chi tốn tiền. Đồ bên tiệm chị không có hợp với em, ở đây hợp hơn nè. Em coi cái này được không? Được đó, mặc đi. Cái này hả, em thấy không hợp với em. Không hợp hả? Để chị chọn cái khác. Cái này được nè. Hả? Thử đi. Cái này em thấy hỏi quá. Sao sao á, không hợp đâu. Sao là sao? Hỏi gì mà hỏi? Vậy mà hỏi gì? Cái này được nè. Qua đây em. Được hả? Thử đi. Em thấy nó cũng sao á, không hợp đâu. Sao cứ sao là sao hoài vậy? Bực mình quá, nãy giờ em cứ lèm bèm hoài à. Đi thử đi. Nè, đi thử đi. Chị. Đẹp quá. Quay chị coi. Hợp với em ghê, nhìn dễ thương ghê vậy đó. Người gì mà đẹp quá. Ghê à? Đây nè. Nè, thử đi. Chị mới lựa cho em một đống luôn nè. Em đi thử đi. Chị Diễm, hồi trước tới giờ ở dưới quê em cứ mặc áo bà ba với đồ bộ không à. Bữa nay mặc cái này thấy kỳ sao á. Nó lòi hai cái chân, thiếu hai cái tay. Người gì đâu mà quê mùa. Quê thấy sợ luôn à. Chị đã nói với em rồi, lên đây ở với chị, chị lột xác cho em. Nè, thử đi. Thử đi, hợp lắm đó. Nè, thử hết cái đống này hả chị? Chị thử đi. Chú, con cũng vừa phải thôi. Tại con cà khịa rồi gây chuyện với nó trước. Bây giờ con trách ai? Nhưng dù gì chăng nữa, nó cũng không được phá hủy
nhan sắc của con. Mà coi đó, con rửa tới 2 chai sữa rửa mặt, 3 cuộn khăn giấy mà vẫn chưa hết này nè. Ba coi nè, con biết đâu ba đuổi nó cho con đi. Anh còn cười tôi được nữa hả? Thôi, hai đứa xin lỗi với nhau đi. Hả? Ba kêu con xin lỗi nó hả? Giờ này mà con còn ngang bướng nữa hả? Ba mệt với con quá rồi đó. Ba chịu con quá, con mới hư như vậy. Ba còn minh tên này là con đó hả? Được, vậy thì bây giờ con đi về, không bao giờ con tới đây nữa đâu. Nói như làm nha. Cái con nhỏ này. Con bị giật móng rồi chú ơi. Con có sao không? Con không sao đâu chú. Con nói thiệt chú nha, con mà có đứa em gái vậy á, không có yên với con đâu. Con sẽ dạy cho nó bài học cho nó biết. Thiệt tình chú cũng biết nó hư, nhưng mà không còn cách nào để dạy dỗ nó hết. Mà chú, không lẽ là vợ chú là ý con nói là vợ cũ của chú á, không có cách nào mà giúp cho bé Xuân á tránh khỏi được cái tánh mà ngang tàn hống hết coi thường người khác vậy hả chú? Lại lên ba Ngọc. Chị ơi, em thấy sao á? Em không có quen mặc đồ này. Từ từ rồi sẽ quen. Ủa mà chị, nhân viên của chị á, ai cũng mặc áo 2 dây giống em hết hả? Đúng rồi, shop của chị á là một shop cao cấp mà, cho nên nhân viên á thì phải có đẳng cấp, mặc đồ cao cấp thì mới được. Đi vô. Ủa, mình vô đây làm gì vậy chị? Em đã bao giờ nghe nói tới spa chưa? Dạ không. Spa là nơi làm đẹp, da em đã trắng như vậy rồi thì không có cần làm trắng nữa, chỉ cần làm đẹp hơn chút xíu thôi. Đi, đi vô. Tôi với ông á, nếu con muốn bị tiêu diệt mất hết địa bàn, tôi đề nghị tôi với ông hợp với nhau. Hắn đã cam kết sẽ để yên cho tôi làm ăn mà. Ông điên à, tên là lão hả? Đương nhiên, lão già đó muốn tiếp tục thống trị giới giang hồ như gia đình hắn trước đây, nhưng thời buổi bây giờ á thì khác xưa rồi. Lúc trước á, tôi với ông chả là cái gì, gia đình của lão có số má lắm. Nhưng mà ai nghe đến cái tên của lão á, Đại Năng Si á, thằng nào cũng xanh mét hết trơn á. Theo chú em nghĩ, ông lão đó có phải là tên em út còn sót lại không? Cái đó đó, theo tôi nghĩ á, thứ nhất, lão có chiếc nhẫn hình con ó đen. Chiếc nhẫn đó trong giới giang hồ ai cũng biết là của Đại Năng Si. Thứ hai là những chuyện thâm cung bí sử của Đại Năng Si, lão phun ra đều hợp lý. Điều thứ ba là điều quan trọng nhất, không biết là lão có phải là em út của Đại Năng Si hay không. Nhưng mà từ khi lão xuất hiện, giang hồ lập tức dậy sóng và quy về bái phục hắn, y như là bị thôi miên vậy. Nếu không phải là em út của lão đại, làm sao lão có quy như vậy? Tại sao hắn xưng danh như vậy mà lại không bao giờ chịu xuất đầu lộ diện? Cái điều này á,
tôi cũng không hiểu. Tôi nghĩ chắc là phải có lý do nào đó. Tóm lại, mà cái chuyện của tôi á, bàn giao hồi nãy ông tính sao? Chú em cho tôi một thời gian nữa đi. Chú em dù sao á thì cũng có ô dù để che chở. Còn tôi á thì chỉ có máu liều mà thôi, thì tôi cũng phải nên thận trọng một chút chứ. Anh Tám, cái bánh á lão kiếm hết 8 phần, tôi 1 phần, còn anh 1 phần. Tôi với anh mà không có hợp với nhau á, trước sau gì lão cũng nuốt chửng thôi. Mấy bữa nay có động tĩnh gì của Dũng Mộng không? Dạ chưa anh. Anh cũng gay mắt hắn lắm mà chưa có dịp bứng. Không biết ông lão đang suy tính điều gì nữa. Có thể là mảng cá độ đá banh của Dũng Mộng đang làm ăn khá, cho nên ông lão không muốn đụng tới. Hơn nữa, Dũng Mộng là một tên trong bộ tứ quyền lực. Nếu như không có chuyện gì ghê gớm to lớn mà đi xử hắn, bọn chúng không phục rồi làm loạn lên. Mà hiện nay thì ông lão không muốn chuyện đó. Ý chú muốn nói là còn đám tám mặt quỷ với lại tiệp sẹo đó hả? Dạ. Bây giờ mà giang hồ loạn lên, tụi nó nhảy qua 2 băng nhóm này thì tổ chức sẽ hơi mệt. Với lại trong bộ tứ quyền lực đâu phải ai cũng trung thành đâu anh. Nhiều khi anh thấy cũng hay, có cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Chào anh Tính. Chào anh. Dạ em mời anh Tính. Dạ mời anh. Dạ hình như mới gặp anh lần đầu đúng không? Đúng rồi, nó là lính ruột của anh, nhưng mà thích ở nhà hơn đi chơi. Còn đây á là chủ quán bar. Sao? Dạ chào anh. Lúc này làm ăn được không? Dạ cũng ổn anh. Nè, lúc này có tụi nào tới quậy phá không? Dạ mấy thằng cọc ké thì không nói làm gì, nhưng mấy thằng lớn tụi nó nghe nói em làm ăn chung với anh, nó né hết rồi. Tất nhiên rồi. À, anh Quy à, đây là danh thiếp của em. Khi nào anh có tới chơi thì alo cho em một tiếng, em sắp xếp ngon lành cho anh, miễn phí cho anh. Cảm ơn anh. À, xin lỗi hai anh, em có điện thoại, hai anh ngồi chơi nha. Dạ, anh cứ tự nhiên. Alo, nghe đây. Anh hai, anh hợp tác với tay này hồi nào sao em không biết? Mới đây thôi. Anh thấy cái chỗ này nè, làm ăn ngon lắm. Đến gặp hắn, đặt vấn đề hùng cổ phần, tất nhiên là hắn không dám từ chối. Vậy khu vực này trước đây do ai bảo kê? Cái chỗ này trước đây nó lộn xộn lắm, dùng dao beo mà. Chú thấy cái vũ trường trong kia được không? Là của đàn em tiệp sẹo. Anh thèm lắm chứ, nhưng mà chưa có dám manh động. Chú không biết là tiệm sẹo là tên cung cấp ma túy đá lớn nhất bây giờ sao? Vậy à, anh có biết nó lấy nguồn ở đâu không? Cái đó thì anh chịu. Tao nghe nè. À, tốt lắm. Mới nhắc tới nó thì nó xuất hiện liền. Có chuyện gì vậy? Sáng nay nè, thằng tám mặt quỷ và tiệp sẹo đề nghị liên minh để chống lại mình. Liên minh? Phải. Xem ra cuộc chơi có kịch tính rồi đây. Anh có đồ dán qua đó à?
Wow, công nhận nghe, lột xác hẳn đi luôn đó. Em có thấy khác hẳn với ngày trước không? Em thấy nó kỳ quá à. Mặt hở hang như vậy chắc ra đường người ta thấy người ta cười chết luôn á. Em á, em nhà quê thiệt đó. Vậy là quá đẹp rồi. Mình á, mình đẹp mà, mình phải khoe chứ, em thấy chị không? Dân Sài Gòn á, mặc đồ vậy là bình thường thôi. Vài bữa nữa em sẽ quen thôi, ha. Mà công nhận á, em không ngờ á, chỉ là nhân viên thôi á, mà chị mua sắm cho em quá chừng đồ như vậy. Nhân viên của chị á, đứa nào cũng được chị chăm sóc như vậy hết á, không phải chỉ riêng mình em đâu. À, chị Diễm, vậy chừng nào em mới được đi bán vậy? Để coi à, mấy bữa nữa đi. Mấy bữa nữa, cho đầu tháng, rồi tính lương luôn cho dễ nghe. À chị, cái chuyện mà bữa trước em nhờ chị á. Chuyện điện thoại đúng không? Dạ. Được rồi, nhưng mà mấy bữa nay á, chị lưu bu với em quá trời, em có thấy không? Để vài bữa chị rảnh rỗi thì em sẽ có thôi ha. Yên tâm đi nha. Dạ. Gì? Định gọi cho Hai Hiền đúng không? Lấy điện thoại chị nè. Dạ thôi, được rồi chị Diễm. Khi nào cần á thì em sẽ nhờ chị liền à. Ủa, mà chị Diễm sao em không thấy tía má của chị ở đây vậy? Tía má chị hả? Chị mua nhà riêng cho tía má chị ở rồi, chứ ở chung vậy á bất tiện lắm hả? Vậy là hai bác ở chung với anh hai luôn. Ừ. Chị Diễm, ông ấy vài bữa nữa mình rảnh rảnh á, cái chị chở em qua bên đó thăm hai bác với lại anh hai luôn ha. Ừ, để vài bữa chị rảnh chị chở em đi ha. Dạ. Bây giờ ngồi yên đó cho chị coi, chụp hình nha. Ê, chị gì chị Diễm? Em đẹp như vậy á, chị phải chụp hình lại chứ. Chị gửi gì cho Hai Hiền coi. Ê, ôi, không được vậy đâu chị Diễm. Ôi, tía má em hả, mà thấy em ăn bận giống như vậy, chắc tía má em giết em chết luôn á. Thôi, em không chịu đâu. Thì chị sẽ nói với Hai Hiền á, giấu tía má, chịu chưa? Em... Thôi mà, chị tốn biết bao nhiêu công sức, tiền bạc để biến cho em vậy nè, từ dịch bầu trở thành thiên nga như vậy, chị phải chụp hình lại chứ. Chụp hình lại để gửi cho Hai Hiền coi. Chị phải khoe với Hai Hiền chứ. Chụp hình nha. Đẹp quá nè. Tạo kiểu đi. Thôi đi em đừng có che kỳ quá, bỏ xuống. Đẹp mà. Bỏ tay ra. Đẹp lắm luôn đó. Qua đây, đổi kiểu đi, đứng lên. Trời ơi, đẹp quá. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Đẹp quá nè, em dán tóc lên. Dán tóc lên, mau lên. Đó, đúng rồi, đẹp quá. Đẹp quá trời luôn á. Đẹp quá. Không sao đâu em, ảnh vậy đó. Coi hình nè, em coi hình đi. Đẹp không? Trời đẹp chưa? Cái máy này chụp đẹp quá à. Rõ ghê luôn á. Đi nè. Đá đi. Trời
nào nữa chứ. Không biết nữa. Trời ơi. Chặt tay. Qua đây nè. Sợ vợ chưa đá banh chi vậy mày? Em à, đủ nha. Rồi, cảm ơn nha. Thôi đưa tiền anh đi, chung tiền đi. Nhanh đi. À, 10 triệu nào. Đủ nha. Đủ nha ông kìa. Chơi về cá độ vậy. Về nha. Cái ca cầm đứng. Tiền là cách bao luôn nha. Chung đi, rồi chẳng đủ cầm sao. Em gà quá. Được rồi. Tụi mày làm tốt lắm. Cầm lấy. Dạ, cảm ơn đại ca. Anh, nếu như anh không triệt ngay để tiệp sẹo liên minh với tám mặt quỷ, tụi nó sẽ trở thành một thế lực thực sự nguy hiểm đối với mình. Xin anh cho em ý kiến chỉ đạo. Hiện giờ tám mặt quỷ vẫn chưa dám nhận lời, có đúng không? Dạ. Nếu hắn đã muốn chống ta thì đã theo thiệt sẹo rồi. Mình đã cam kết để yên cho hắn làm ăn thì hắn không ngu gì mà liên minh với tên kia để rước họa vào thân. Dạ, nói gì thì nói, em vẫn để tên nội gián theo sát tám mặt quỷ. Còn tiệp sẹo, em nghĩ cũng đã đến lúc xóa sổ hắn rồi. Chú nghĩ như vậy thật à? Dạ. Thị trường hàng đá bây giờ do hắn lũng đoạn thao túng hết. Nếu mình diệt hắn thì sẽ tăng được thị phần ở mảng này. Hơn nữa thêm được mấy cái vũ trường của hắn cũng tăng doanh thu đáng kể anh à. Lực của hắn ra sao? Dạ, theo điều tra của em thì hắn chỉ được một số quan chức ở địa phương hậu thuẫn. Hiện tại cứ an bình bất động, tập trung khoanh vùng theo dõi tiệp sẹo, xác định các quan chức địa phương đó là ai rồi ta tính tiếp. Dạ. Dạ, có chuyện rồi ông lão ơi. Cái gì? Chết rồi. Tên nhà báo nhấn mạnh Dũng Mụn chính là trùm đường dây cá độ đá banh. Cũng may là hắn viết tắt là chữ dê mụn thôi. May mẹ gì may. Nếu muốn biết đây là ai thì khó gì. Bây giờ hắn bị lộ tẩy rồi, tính sao đây anh? Dũng Mụn là tên võ viện nóng tính. Lập tức ra lệnh cho hắn không được manh động. Mặt khác, chú tiếp cận tay nhà báo, mua chuột và đe dọa hắn để cho hắn im miệng lại. Dạ. Thưa anh, nếu tay nhà báo này vẫn còn ngoan cố thì có được quyền xử lý không anh? Chuyện đó tính sao? Dạ. Nên nhớ nguyên tắc của tổ chức phải được thực thi triệt để. Dạ, em hiểu rồi.
Mẹ nó, thằng nhà báo đó là thằng nào dám phá đồ cơm của tao vậy? Nó đang báo tùm lum như vậy á, thêm nữa cái mặt đại ca xuất hiện ở trên đó, trước sau gì cũng bị công an tóm cổ là cái chắc. Bây giờ chuồn qua sòng bài của anh Siêu một thời gian nghe đại ca, để mọi chuyện lắng xuống á rồi mình về lại. Cái gì? Mày nghĩ tao lại mà phải sợ hả? Tao qua thằng Siêu sủi trốn, giang hồ của tao ra cái gì? Chứ bây giờ á, mình đi lông nhông ngoài đường nguy hiểm lắm đại ca. Tụi bay đừng có lo, có chuyện gì á ông lão sẽ đỡ cho tụi mình. Còn bây giờ mày đi tóm cổ thằng nhà báo về đây cho tao xử lý. Ừ. Đừng manh động. Ông tới đây làm cái gì? Chuyện tôi để tôi lo. Tao vừa họp xong với ông lão về. Ông nói rất đúng, mày đúng là cái thằng võ miền thất học. Cái gì? Ông nói tôi thất học hả? Ít ra tôi cũng biết đọc chứ bộ. Nếu không sao tôi biết thằng nhà báo này dám cả gan chơi tôi. Im đi. Mày nên nhớ là nguyên tắc của tổ chức là không được động tới cảnh sát, nhà báo, biết chưa? Bây giờ tôi lộ tẩy rồi, làm ăn gì được nữa? Theo chỉ đạo của ông lão, chú mày phải lặng một thời gian, chờ khi nào sống yên mỹ lặng thì hãy trở về. Còn chuyện chính quyền tao sẽ giải quyết cho êm thấm. Nếu mà tôi biến á thì đường dây cá độ này cũng sẽ chết luôn. Đương nhiên nó phải giảm bớt hoạt động. Mày đã phạm phải sai lầm quá lớn. Mày trường cái mặt móc công khai như vậy, nhưng từ đây về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Ý ông nói là sẽ có người khác thay tôi điều hành cá độ đá banh à? Đúng. Ai? Chú Huy sẽ tạm thay mày cho tới khi mày trở lại. Thằng Huy, anh nói thiệt mày, mày từng chơi cá độ trận banh nào chưa? Dạ chưa. Ông thấy cho ông tính, thằng lính ruột của ông á, nó chẳng biết con mẹ gì về banh bổng hết. Vậy mà ông vào mạng lưới đá banh cho nó là sao? Tao nói cho mày biết, thằng Quý chỉ cần cái đầu điều hành là được rồi. Hơn nữa cũng hoạt động cầm chừng thôi, không rầm rộ như trước đây. Dù lớn dù nhỏ gì á thì cũng phải biết về bóng đá chứ. Chỉ huy mặt trận mà không biết bắn súng, chỉ huy con mẹ gì. Dạ anh yên tâm, thật ra tôi chỉ làm giảm nhiệt được dây cá độ của anh thôi, để tránh tay bắt chính quyền. Mày đừng có dụ tao, mày là thằng chuyên gia kinh tế, không có tao ở đây rồi mày phùng phép đút túi riêng ai biết được. Tôi nói cho ông biết, cái mạng lưới cá độ đá banh này á là do một tay tôi lập nên trước khi tôi gia nhập tổ chức, nên ông lão không có quyền gì bắt tôi phải giao nó cho kẻ khác. Mày nói hay lắm. Chẳng lẽ mày không nhớ lý do mày cầu cạnh xin ông lão thu nạp mày sao? Tao còn nhớ lúc đó mày bị cảnh sát đánh tơi tả, mày sợ quá nên mày bám víu ông lão xin cầu cứu. Bây giờ mày dám giở trò lật lọng giống ân vậy hả? Chính nhờ bàn tay của tao với ông lão cho nên mày mới được bình yên như ngày hôm nay. Ngay cả khách sạn này nè, ông lão cũng cho tiền mà chuộc lại, đúng không? Bởi vậy mỗi tháng tôi phải cúng 50% lợi nhuận cho tổ chức. Các ông muốn quậy gì nữa? Mày nói gì hả? Anh à, bỏ đi anh. Đúng, đó là luật của tổ chức. Bây giờ mày có hai lựa chọn: một là làm theo lệnh của ông lão, hai
là rời tổ chức. Trọn đi.